Xin chào các bạn, mình đang check in cột mốc 1304. Đây, cột mốc 1304 ở Bình Liêu đây. Đó. Ngồi xuống xem. Cột mốc này là thành lập năm 2001 các bạn. Các bạn thấy hàng rào thép gai của Trung Quốc không? Đấy. Được sơn màu xanh luôn nè. Cảnh đẹp quá. Ok. Ôi, cảnh đẹp quá các bạn ơi. Núi nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Các bạn này đơn đã à? Đẹp quá. Cây thông kế bên cột mốc có cây thông đẹp nữa các bạn. Đẹp quá. Đây, hàng rào thép gai của Trung Quốc. Cột mốc 1304 này là giáp ranh của mình và Trung Quốc thôi, chỉ có hai nước thôi. Đẹp quá các bạn ơi. Cột mốc bên đây là giáp với lại Trung Quốc nè. Chị hàng rào lưới B40, lưới của Trung Quốc, lưới thép Trung Quốc chạy dọc luôn các bạn thấy không? Đó. Chạm hàng rào như sợ có điện không chạm đâu, không dám chạm, điện nó giật. Ok chị, cảnh đẹp. Xin chụp cho mình giữa đây bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Có cái thông đấy luôn á các bạn ơi. Các bạn nhớ bấm like subscribe cho mình nha. Bye.